lâu lâu lên TV luôn mà đó, lên TV lên tính cọc xe mà lúc cục bị hụt mất chiếc xe bạn ạ. Tiếc từ Sóc Trăng lên luôn anh chị, từ Sóc Trăng lên hồi tối chú liên hệ là chưa có cọc luôn anh, trong quá trình hồi sáng này chú lên trên đường lên thì người ta mới cọc cho mình, coi như đó là cái trải nghiệm xe đó mình như không có duyên với mình. Bây giờ cứ trải nghiệm một vòng đi để có nhân viên, cho nhân viên dẫn chú đi coi chạy thử lái thử. 80 triệu thôi, kiểu dáng thì na ná vậy nhưng mà xe là đang dọn sơn. Ủa giờ mình về đâu chú? Dạ Tiền Giang, huyện nào chú? Cai Lậy. Dạ Cai Lậy luôn. Là hôm bữa là từ Cai Lậy lên xem xe rồi cọc xe, rồi hôm nay là ngày đẹp nhận xe về. Rồi vậy là ở nhà dưới là chắc cũng chuẩn bị mâm cỗ rồi xe về để thay mặt công ty. Con cảm ơn chú rất là nhiều, cảm ơn tin tưởng ủng hộ chú từ xa và chúc chú xe đi tốt dùng bền. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Dạ cảm ơn rất là nhiều. Dạ hôm nay sẵn tiện là định quay cho cô chú anh chị xem một chiếc xe nhỏ gọn nè. Ủa em, xe này mới về sao vậy? Xe thì không phải mới về đâu chị, tại vì xe này là hiện tại là bãi mình cũng một thời gian rồi. Và vừa rồi là bên mình có giảm giá luôn, giảm giá tận 20 triệu để dành cho chiếc xe này luôn. Nên là em sợ anh chị quên nên em mới quay ra để giới thiệu lại một lần nữa. Vậy thấy sơn nó còn mới quá em ha, sơn zin hả? Dạ không chị, xe này thì xe đã qua sử dụng chắc chắn là sơn có sơn lại rồi chứ không phải sơn zin chị. Đó, lưu ý mấy vấn đề này nha. Xe này của mình là sản xuất lâu chưa hay là mới đây thôi mà chị thấy mới quá nè? À xe là đời 2019 chị, số tự động á. Nè em chỉ chị nè, chị đó. Chưa biết phân biệt xe không? Chưa rành về xe em chỉ chị đó, chị nhìn đó. Vô là chị biết số tự động, số sàn không? Nhìn nó có những cái ký hiệu này là số tự động. Đó, đó, đúng rồi, mình phân biệt giữa số sàn và số tự động là nằm ở chỗ đó đó. Xe này mình đi hao xăng không em? Hao xăng hả? Xe này thì động cơ chỉ có 1.2 thôi chị, nên cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn, dù là số tự động nha. Thử coi chị. Xe này là nữ đi ok nè em, thoải mái, chở con đi học nè, mà chị thấy còn mới quá nội thất. Cái này bản đủ hay bản thiếu vậy em? À xe này á thì hiện trạng xe là xe bản thiếu chị, nhưng mà là xe số tự động á nên á là mâm cũng đã được trang bị mâm đúc và có đèn gầm cho mình rồi. Có đèn gầm luôn. Đúng rồi, kể cả chị thấy nè, vô lăng là có trang bị đúc tích hợp luôn rồi nè. Cái này là phụ nữ nào mà mới tập lái là được nè, đầy đủ hết luôn. Mà quan trọng chị ngồi chị thấy thoải mái không? Thoải mái em. Rất là ok nè. Đưa đón con đi học mà trong nội ô Sài Gòn là chị thấy được á, che nắng mưa rất là tốt. Thêm vào đó là những anh chị mà chưa có kinh nghiệm lái xe nhiều, mới lấy bằng là cần những chiếc xe nhỏ gọn như thế này để xử lý cho nó dễ. Mà giá chiếc này cao không em? Giá hả? Nói về giá thì chia sẻ nhỏ với chị luôn á, là giá vừa rồi được giảm tới 20 triệu, bây giờ còn chỉ có 250 triệu thôi. Đời 2019 là số tự động, còn 250 triệu. Là mình có bao giấy tờ gì không em? Cái giá này nè. Bao rút hồ sơ gốc mà bao bây giờ á. Khách hàng hay là thậm chí là chị chốt xe này em bớt lọc thêm cho chị nữa đó. Bớt lọc nữa. Đúng rồi. 250 triệu thì nó cũng ngang ngửa một chiếc SHI thôi, nhưng mà che nắng mưa thì rất là tốt. Nếu mà chị ấy là chị sẽ chấm ngay chiếc này luôn. Như chị là chấm mấy chiếc này luôn phải không? Đúng rồi, tại vì che nắng che mưa nè, mà đang bây giờ Sài Gòn nắng quá trời nắng luôn. Đi chiếc này chị thấy rất là tiện lợi cho mình. À đó, chị thấy cái thông số không? Kết hợp luôn là chưa tới 6 lít nữa. Nhưng mà chị đi trong đô thị luôn tầm 7 lít thôi. Đó, chị thấy phù hợp với nữ chạy mà hai nữa là tiết kiệm không? Tiết kiệm. À, em mở cho chị xem cái cốp xe nè. Nếu mà chị nói chị đi chiếc SHI á, bằng cái giá tiền này á, cái SHI là đâu có được một cái cốp mà để đồ phía sau vậy đâu. Có cốp, không có chỗ che nắng che mưa luôn. Đâu có chở được 4 người đâu đúng không chị? Đúng rồi, chỉ chở được có 2 người thôi. Cái đó là chia sẻ vui giữa hai chị em đang trao đổi anh chị, không phải là mình chê HI. Cái quan trọng á là mình cần một cái chiếc xe mà phù hợp với mình. Thứ nhất á là đi gia đình công việc, thứ hai nè che nắng che mưa hợp lý. Còn đó là những cái ví dụ vui của hai chị em thôi. Rồi bây giờ á, ví dụ như chị Ngọc đi, bây giờ chị mua chiếc xe cũ đi, thì bây giờ chị cần kiểm tra những cái gì? Chị cứ kiểm tra thoải mái, rồi em sẽ góp ý thêm cho chị những cái mà mình cần phải kiểm tra khi tìm hiểu về một chiếc xe cũ. Chị là sẽ nhìn nè, xe có bị tiêu hao nhiên liệu nhiều không, rồi là động cơ còn tốt hay không. Tại vì phụ nữ mà đi mà để mà bị hư cái máy móc giữa đường thì rất là sợ. Rồi. Là không biết xử lý làm sao hết á. Rồi. Đó, nên máy móc là mình nhìn sao để mình. Rồi, sẵn tới nói tới động cơ máy móc, em cho chị xem cái động cơ luôn. Theo chị thấy là động cơ như thế nào? Chị không biết gì hết, nhưng mà khi nhìn vào là chị cảm giác là nó rất là trơn tru. Chứ chị cũng chưa biết đâu, em chia sẻ thêm cho chị. Rồi, chia sẻ thêm với chị ha.
Đây là động cơ á, là 4 máy nè. Thứ nhất là 1 máy nè, 2 máy nè, 3 máy nè, 4 máy nè. Dòng Morning á là có những xe là chỉ 3 máy thôi, động cơ là 1.0. Còn như dòng này là 4 máy lên động cơ là 1.2. Thì dù 1.0 hay 1.2 gì á, xe cũng cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Rồi bây giờ tiếp tục nè, thì quan sát chị kiểm tra giùm em nè, những cái phần mà phía trong đây nè, những cái này là keo zin của nhà sản xuất nè. Còn cái khung sườn phía trước á, mình kiểm tra coi coi có móp méo cắn đụng hay không. Ví dụ vai trò mình chưa biết gì thì cái chỗ bán cho mình á là họ có cam kết khẳng định là đúng như cam kết hay không. Đó, bây giờ chị kiểm tra sơ một vòng, chị thấy có gì bất thường hay không. Thấy không nha em. Thấy cũng còn nguyên nè. Đó, à, em chỉ với chị luôn nè. Đâu, những cái mà ngoạt ngoạt này nè, tuy là vậy nhưng mà đây là keo zin của nhà sản xuất. Cách nhiệt cực kỳ tốt, nằm trong khoang máy để bảo vệ những cái mối hàn cũ, những cái gốc từ những cái cạnh này nha. Đó là về cái phần động cơ. Thì nếu mà mình chưa biết coi gì á thì mình phải tìm hiểu ngay những cái chỗ mà tin tưởng, người ta cam kết, người ta bảo hành cho mình. Còn tiếp tục nè, về phần á, về mà phần mà đèn á, thì chị thấy đèn nó như thế nào? Đèn chị thấy vẫn còn rất là trong, không có bị kiểu như là nứt sơ như mấy cái xe cũ á. Đèn gầm cũng còn rất là mới. Đó, tổng quan chị nhìn thấy là xe này còn mới á. À, đó, thì đó là chị, vai trò là chia cái gì nè, em chỉ chị nè, chia sẻ nè. Xe bây giờ á, là đa số xe là mình phải tìm những xe mà vừa đèn trên, đèn gầm luôn. Đèn gầm coi nhỏ gọn á, chứ chị đi vào buổi tối những cái khúc quanh cua hoặc là sương mù này kia đồ cực kỳ an toàn luôn. Rồi tiếp tục nè, bây giờ á, xe cũ thì xe cũ nhưng mà mình phải kiểm tra mấy cái này nè em chỉ chị nè. Đó, chị coi coi, bây giờ mình kiểm tra làm sao mà khi mà chốt xe á, lăn bánh rồi là mình chỉ mất tiền đổ xăng vô thôi hoặc đổ dầu thôi chứ không có mất thêm chi phí nữa. Là nhìn những cái gai gió này đây nè, không hay những cái gai gió này á, là hồi đó là mấy anh chị là hay nhìn những gai gió này, nhưng quan trọng á, vỏ là nhìn những cái rãnh phía trong đây nè. Đây đó, rãnh phía trong đây là phải còn sâu, phải còn sâu đều các rãnh luôn. Thì cái độ sâu á là tùy, ví dụ như khoảng tầm 65-70% là ok. Đó, mình phải kiểm tra để chị lấy xe là chị đổ xăng và đổ dầu thôi, chứ đừng mất thêm chi phí nữa. Rồi, dù là xe cũ nè, kiểm tra là kiểm tra đều 4 vỏ luôn đó. Rồi vậy là mình kiểm tra nước sơn, đèn, bánh xe và động cơ đó. Đó là 4 yếu tố đó. Đúng rồi, thường á bên ô tô Pháp Anh á là hay chia sẻ với anh chị á, quan trọng á là máy móc gầm bệ, còn những cái yếu tố mà này là thẩm mỹ trong và ngoài đây. Ví dụ á, mình coi nè, đó chị thấy ghế da vậy được chưa? Ghế da vậy được, không bị chày xước gì quá nhiều, nó trong mức cho phép em. Ngoài cái yếu tố á, là độ bền gầm bệ máy móc thì kèm theo đó phải cái tính thẩm mỹ của chiếc xe. Như ghế da mình ngồi bên trong nó phải nè, còn mới, hoặc là không bị đứt chỉ, không bị rách này kia. Còn bên ngoài á, thì sơn nè, cũng phải tươm tất. Chị thấy á, tuy á, là xe đã được sơn lại nhưng mà quan trọng á, là cái chất lượng á, sơn phải đẹp và nhìn có thẩm mỹ. Đó, cái đăng kiểm xe, chốt xe còn đăng kiểm thì thôi, mà hết đăng kiểm là phải hỗ trợ khách hàng đăng kiểm mới. Như trường hợp bây giờ hôm nay, đợt này là tháng 4, nhưng mà xe này nè, còn đăng kiểm tới tháng 5. Nếu mà khách vui vẻ chốt xe, mình hỗ trợ đăng kiểm mới cho khách luôn. Đó là những cái chi tiết nhỏ mà mình xem để hạn chế tối đa cái chi phí mà mình khi mà mình mua một chiếc xe cũ mình phải mất tiếp tục nữa anh chị. Bên em dù là xe rẻ tiền, cũng có cái chất của xe rẻ tiền, mà xe vừa tiền má tiền thì phải dọn dẹp kiểm tra kỹ, hạn chế tối đa chi phí của anh chị. Rồi, như chiếc xe này nè, chị thấy cái nội thất phía trong tuy nhỏ nhưng mà chị thấy trang bị có ổn không? Đi nội ô thành phố hay là chị đi một cái đường xa nhìn nó có ổn không? Chị thấy ổn nè, có cả đây màn hình này, gọi là màn hình gì em? Cái này á, là xe là trang bị thêm cái màn hình giải trí cho mình nè. À, màn hình giải trí rồi kết hợp với camera hành trình nữa, thì trong quá trình chị đi á là chị kết nối chị giải trí, còn camera hành trình á là chị lưu giữ lại cái lịch sử mình đi để an toàn hơn khi tham gia giao thông. Hồi nãy chị ngồi ghế bên đây thoải mái rồi, bây giờ chị qua chị ngồi ghế bển cái thoải mái không? Thoải mái em, tư thế không có bị khó chịu, không bị gò bó. Xe nhỏ nhưng mà cái không gian nội thất bên trong dành cho nữ rất là ok. Những bạn nam nào mà mình to con quá thì có thể nó hơi chật một tí xíu thôi,
nếu mà đi một đoạn đường mà quá xa thì có thể là mình hơi bị cảm thấy giác là nó hơi bị chật cái chỗ để chân tí xíu thôi mọi người. Nhưng mà về không gian này so với một người nữ như Ngọc hoặc là chở gia đình con cái thì nó không quá bị khó chịu đâu ạ. À, là em Huy và chị Ngọc đây là vừa giới thiệu review một chiếc xe của bên em, thì chính xác là dòng này là dòng Kia Morning đời 2019 số tự động, đang được bên em giảm giá chỉ còn 250 triệu, mà xe này là được bên em hỗ trợ bao rút hồ sơ gốc luôn anh chị. Nếu anh chị chốt xe em bớt lọc tiếp tục cho anh chị nữa. Kia Morning 2019 số tự động, chất xe gia đình nha anh chị. Dạ rồi, em Huy và chị Ngọc cảm ơn chị rất là nhiều đã theo dõi video bên em. Hẹn gặp lại.